Ngọc kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Vừa rồi là mục điểm tin chính, còn ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Người dân tốn kém vì hết vaccine miễn phí. Team building hở ngực không cấm cũng không nên chơi trò nhố nhăng. Trạm y tế không muốn quản lý điều trị những bệnh như huyết áp, đái tháo đường. Khó đấu giá biển số xe vì mâu thuẫn luật. Người dân tốn kém vì hết vaccine miễn phí. Thưa quý vị, chị Minh đưa con trai 9 tháng tuổi đi tiêm vaccine ngừa bệnh sởi, chương trình tiêm chủng mở rộng, trạm y tế thông báo hết nên đến dịch vụ tiêm với giá hơn 300.000 đồng một liều. Nhân viên trạm y tế không biết khi nào có vaccine trở lại, tư vấn có thể đi tiêm vaccine dịch vụ hoặc đợi đến lúc trẻ hơn 10 tháng tuổi để tiêm mũi sởi rubella miễn phí. Nhưng tôi sợ đợi lâu con sẽ bệnh nên chấp nhận trả tiền tiêm dịch vụ. Chị Minh cho biết, người mẹ cảm thấy bất tiện vì đưa con đi tiêm hai nơi, phải tốn tiền trong khi đáng lẽ được miễn phí. Vài ngày trước, chị Hà, ngụ huyện Hóc Môn cũng tốn hơn 700.000 đồng tiêm vaccine DBT, ngừa bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván mũi thứ tư cho con gái 18 tháng tuổi. Trạm y tế không còn vaccine này diện miễn phí. Tôi định đợi đến khi có vaccine tiêm chủng mở rộng, nhưng con còn nhỏ, dễ bị bệnh nên tiêm đúng lịch cho yên tâm. Chị chia sẻ. Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nơi này sẽ yêu cầu các trạm y tế lập danh sách trẻ đến tuổi mà chưa được tiêm chủng để đến khi có vaccine thì mới tiêm ngay. Trạm cũng có thể dùng vaccine MR ngừa sởi rubella của chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm mũi sởi 1 cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên thay vì tiêm mũi sởi đơn cho trẻ từ 9 tháng. Nếu có điều kiện, phụ huynh có thể đưa con đi tiêm chủng ở các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Điều dưỡng Đào Thị Kiều Vân, trưởng trạm y tế phường 1 quận 6 cho biết, vài tháng qua, quận chưa phân bổ hai loại vaccine này nên khi phụ huynh đưa trẻ đến trích tạm ngừa, nhân viên y tư vấn có thể đến những địa điểm tiêm mà Sở Y tế công nhận để được tiêm đúng lịch, đảm bảo miễn dịch cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trẻ có thể tiêm vaccine trễ so với khuyến cáo theo tuổi, song thời gian đó có thể có nguy cơ mắc bệnh. Nếu nhiều trẻ cùng tiêm chủng chậm, dịch bệnh có thể sẽ quay trở lại. Trẻ càng nhỏ, khi mắc bệnh sẽ càng nặng, bác sĩ nói. Nếu không có điều kiện tiêm vaccine dịch vụ để thay thế, phụ huynh cần chăm sóc trẻ kỹ hơn để phòng bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh không còn hai loại vaccine là sởi và DBT. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia để tiêm miễn phí cho trẻ em từ khoảng 6 tháng 6 đến nay, riêng giữa tháng 8, thành phố được cấp 6.000 liều DBT, song đã sử dụng hết. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi công văn đến Bộ Y tế đề nghị phân bổ hai loại vaccine cho thành phố để đảm bảo tiêm chủng cho người dân. Theo bà Dương Thị Hồng, Viện Phó Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đây là hai vaccine sản xuất trong nước. Các nhà cung cấp này đều có sẵn vaccine trong kho, song không thể tiến hành mua bán, cung ứng do vướng mắc các thủ tục theo quy định hiện hành. Những vướng mắc này cần Bộ Y tế phải tháo gỡ. Hiện tại, Viện đã báo cáo Bộ và đang nỗ lực thực hiện thủ tục để cung ứng kịp thời vaccine cho địa phương. Team building hở ngực không cấm cũng không nên chơi trò nhố nhăng. Thưa quý vị, nhiều ý kiến lên tiếng phản đối nhóm du khách nữ chơi team building gây phản cảm, trong đó có một số cảnh lộ ngực được cho là tại bãi tắm trên địa bàn thành phố Hạ Long. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long chỉ đạo công an thành phố vào cuộc, phối hợp với các phòng ban đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra xác minh thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội, làm rõ nội dung hình ảnh clip đăng, qua đó làm rõ nguồn gốc clip, địa điểm tổ chức, đơn vị tổ chức và xác định những người tham gia làm việc với admin đăng tải clip và nhóm người tổ chức chương trình team building có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Rất nhiều ý kiến trên báo chí mạng xã hội cho rằng rất bức xúc vì nhóm người chơi team building đã có những hành vi phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không phải muốn cởi áo lộ ngực là quyền của cá nhân, muốn làm gì thì làm. Mới đây, đã xảy ra vụ team building hở ngực tương tự tại biển Cửa Lò, Nghệ An. Phòng văn hóa thị xã Cửa Lò đã lập biên bản xử phạt hành chính người sử dụng loa đài cá nhân để tổ chức sự kiện vui chơi cho du khách trên bãi biển Cửa Lò. Theo quy định của Nghị định 144, đó là hành vi gây mất trật tự trong hoạt động văn hóa, thể thao nơi công cộng. Xin lưu ý, quy định của pháp luật chỉ điều chỉnh hành vi gây mất trật tự nơi công cộng, không phải xử vi phạm hở ngực. Không có quy định nào cấm hở ngực ở các bãi biển khắp nơi trên thế giới, phụ nữ nam giới ở các trần. Tắm nắng là bình thường, nhưng xét về góc nhìn văn hóa, trong trường hợp phụ nữ chơi trò chơi lại cởi áo để hở ngực như trong clip được tung lên mạng xã hội là quá phản cảm. Đối với truyền thống văn hóa của người Việt, sự hở hang táo bạo của phụ nữ ở nơi công cộng là không phù hợp. Công dân có quyền làm những điều mà luật không cấm, nhưng có những hành vi luật không cấm nhưng rất không nên làm, nhất là những hành vi liên quan đến các giá trị truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh.
Tương tự trên đường phố ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đô thị khác có rất nhiều trường hợp thanh niên đàn ông ở trần đi bộ, đi xem đạp xe máy nghênh ngang. Không có quy định nào cấm ở trần mặc quần đùi đi ra ngoài đường, nhưng người có văn hóa có ý thức về văn minh không bao giờ làm như vậy. Trạm y tế không muốn quản lý điều trị những bệnh như huyết áp, đái tháo đường. Kính thưa quý vị, do bệnh không lây nhiễm, không lây truyền nên việc hỗ trợ từ quốc tế hiện nay rất ít. Các trạm y tế cũng không muốn quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm vì gặp nhiều khó khăn thách thức. Đây là ý kiến của ông Lại Đức Trường, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, trong buổi thảo luận hỗ trợ tăng cường quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã thị trấn vào ngày 14 tháng 9. Ông Trường cho hay, hiện nay số người mắc bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, nổi bật nhất là tăng huyết áp và đái tháo đường. Theo một điều tra sắp công bố, tỷ lệ người từ 18 đến 69 tuổi trên cả nước bị tăng huyết áp là 26%, còn tiểu đường là 7,1%. Mặc dù lượng bệnh nhiều như vậy, nhưng theo ông Trường, số lượng quản lý điều trị rất thấp. Theo đó, có hơn 86% người bị cao huyết áp và hơn 70% người bị đái tháo đường không được quản lý. Điều này cũng dẫn đến tỷ lệ tử vong các bệnh không lây nhiễm ở nước ta rất lớn, chiếm tới 77% tổng số ca bệnh. Trong đó, số người tử vong sớm trước 70 tuổi chiếm 44%. Với đặc điểm quan trọng của bệnh không lây nhiễm là không lây truyền, nên quốc tế hỗ trợ rất ít. Ông Trường có chia sẻ, đây là khoảng trống lớn trong quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường. Với số lượng người mắc các bệnh không lây nhiễm nhiều và ngày càng gia tăng, theo ông Trường, cần củng cố hệ thống y tế, trong đó có cả y tế cơ sở để quản lý điều trị lâu dài bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên, các trạm y tế không muốn quản lý điều trị vì nhân viên y tế không có thu nhập tăng thêm và sợ bị xuất toán, làm sai thì bị trừ lương. Bên cạnh đó, bệnh viện tuyến huyện không hỗ trợ hay khống chế trạm y tế vì sợ mất thu nhập do mất bệnh nhân. Trạm y tế lại có tâm lý mong đợi hỗ trợ điều trị từ bệnh viện tuyến trên. Hay lãnh đạo địa phương chưa quan tâm đúng mức cũng là những thách thức khó khăn trong quản lý điều trị. Về quy chế, chế độ cho cán bộ trạm y tế từ nguồn khám chữa bệnh của Bộ Y tế, theo ông Trường, còn thiếu hoặc chưa phù hợp. Chẳng hạn theo thông tư liên tịch số 37 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, thì giá khám cho bệnh nhân ở trạm y tế là 29.000 đồng, bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, trong đó chi phí khám chỉ có 7.000 đồng trên bệnh nhân. Ông Trường có chia sẻ thêm, cán bộ nhân viên y tế, trạm y tế lương rất thấp. Dù quản lý không bệnh nhân hay là chục bệnh nhân hay mấy trăm bệnh nhân thì vẫn bấy nhiêu lương. Ai muốn làm mà nếu làm sai thì ai xuất toán. Bên cạnh đó, Bộ Y tế có xu hướng chuyên khoa hóa y tế cơ sở. Ông Trường nói, để giải quyết tình trạng này, theo ông Trường, cần rất nhiều nguồn lực và thời gian để quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm có hiệu quả trong cộng đồng. Theo đó, cần giao hệ thống kiểm soát bệnh tật, chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế. Trạm y tế trước mắt chỉ thực hiện những dịch vụ thiết yếu và theo dõi chặt chẽ, tiến triển bệnh qua hệ thống báo cáo trực tuyến. Ông Trường thông tin thêm, hiện có rất nhiều bệnh không lây nhiễm, nhưng WHO khuyến cáo tập trung 4 nhóm bệnh chính có tỷ lệ tàn tật và tử vong cao nhất là tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh hô hấp mãn tính. Nguyên nhân chính gây ra bệnh là do thừa cân béo phì, tăng huyết áp, rối loạn đường máu và mỡ máu, những yếu tố nguy cơ là hút thuốc, rượu bia, dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực và ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, già hóa dân số. Khó đấu giá biển số xe vì mâu thuẫn luật. Thưa quý vị, luật giao thông đường bộ quy định biển số xe là tài liệu của cơ quan nhà nước, trong khi luật quản lý sử dụng tài sản công cho là tài sản công. Sáng ngày 14 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuyên đề giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Báo cáo của đoàn giám sát đề cập đến bất cập về kho biển số và cấp biển số phương tiện của Bộ Công an. Vướng mắc nhất hiện nay đối với đấu giá biển số xe là pháp luật chưa quy định đồng bộ về quản lý khai thác kho số. Luật giao thông đường bộ 2008 và văn bản hướng dẫn chỉ coi biển số xe là tài liệu của cơ quan nhà nước, không phải là tài sản. Còn luật quản lý sử dụng tài sản công quy định kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải là một loại tài sản công. Đoàn giám sát cho rằng các quy định liên quan tại Bộ luật dân sự, Luật bán đấu giá tài sản, Luật giao thông đường bộ, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý sử dụng tài sản công chưa đồng bộ nên chưa có cơ sở pháp lý để đấu giá biển số xe. Thực tế nhiều người có nhu cầu đăng ký biển số ô tô, mô tô có chuỗi ký tự đặc biệt như dãy số trùng nhau hoặc tăng dần để có được biển số đăng ký theo sở thích, họ phải bỏ ra số tiền lớn để mua lại ô tô, mô tô đã đăng ký hoặc bằng các hình thức khác để đăng ký được biển số đẹp. Điều này làm lãng phí rất lớn đến việc khai thác kho số phương tiện giao thông.
không đáp ứng được yêu cầu của người dân, vừa dễ làm phát sinh tiêu cực và gây hồ nghi trong dư luận nhân dân, báo cáo nêu. Trước đó, theo tờ trình của gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất khi chuyển nhượng xe, người dân được quyền giữ lại biển số đã trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác. Tuy nhiên, người sở hữu không được phép chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá. Trong 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá, phải đăng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không sẽ bị thu hồi. Về xác định giá khởi điểm biển số đưa ra đấu giá, Chính phủ đề xuất mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân dân hệ số. Công thức được tính áp dụng thống nhất, giá khởi điểm là mức giá thấp nhất, được chia làm hai vùng. Vùng 1 gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, giá khởi điểm là 40 triệu đồng, vùng 2 là các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Việc đấu giá biển số xe đẹp được Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất từ năm 1993, tuy nhiên gặp bế tắc vì luật đấu giá tài sản không đưa biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá, các bộ liên quan không có căn cứ pháp lý triển khai. Hải Phòng, Bình Thuận, Nghệ An từng vượt rào tổ chức đấu giá biển số xe, thu hàng tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo và đã bị Bộ Tài chính, Bộ Công an tuyết còi. Tháng 12/2019, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với Bộ Công an và thống nhất đẩy nhanh tiến độ đưa việc đấu giá lên cổng dịch vụ công quốc gia.